các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món canh măng xương sườn nhé. Trước tiên là mình sẽ trần xương với nước lạnh này để cho xương nó hết bẩn này. Đây là xương sườn này, khoảng 300g ạ. Trần xương với nước lạnh nhé thì nó sẽ vào bẩn dễ hơn và dễ trần hơn. Và các bạn cho mình một chút xíu muối để trần xương cho nó ăn sạch. Khi nước nó sôi trở lại thì nó sôi ấy, thì các bạn cho nó sủi khoảng 1 phút để cho cái bẩn ở trong cái xương nó ra hết nhé. Rồi sau đó đi rửa thật sạch và ướp với gia vị, ướp sườn với gia vị. Canh măng với xương này rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đi rửa sạch lại xương, đổ hết cái nước này đi. Khi trần xong xương ấy, các bạn nhìn thấy xương rất là trắng và ngon rồi. Bấy ướp với gia vị, muối, một chút bột ngọt này, theo khẩu vị của gia đình chúng ta, cho ướp nước mắm này. Dầu ăn 2 thìa cà phê này. Ướp đều này. Cắt thêm vài lát hành tím vào nhé. Vài lát gừng nữa vào. Gừng cắt vào nữa cho nó thơm. Rồi mình ướp khoảng 15 phút rồi sau đi xào lên rồi ninh xương cho ngọt nước nhé. Ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị sau xào xương rồi đi ninh. Trong khi chờ đợi ướp thì mình đi mình tước măng nhé. Măng này là măng tươi nhé. Mình luộc rồi, bây giờ mình tước măng. Các bạn có thể dùng măng chua nhé, dùng măng tươi thì nó sẽ ăn nó sẽ không có vị chua, nhưng mà ăn cái măng tươi này rất là ngon và tốt sức khỏe, không có chất bảo quản đấy. Tước măng sau các bạn rửa sạch lại vì mình đã luộc rồi ấy, rửa sạch lại và sau tí nữa mình mới đi xào măng. Khi mà đã xong rồi ấy, ướp xong rồi bây giờ mình sẽ đi xào xương này nhá, cho nó ngấm gia vị nhá, để mình đi mình linh. Xào ngấm gia vị. Mình dùng cái sườn ấy thì nồi canh của chúng ta khi mà ăn ấy, mình đậm được cả cái sườn. Ninh cho mình khoảng 40 phút nhé, để cho xương nó mềm. Trong khi chờ đợi thì các bạn đi rửa măng và xào măng nhé. Và cái lửa này để cho nó sủi nguội, sủi sau đó mình cho nhỏ lửa vào om. Khi nước nó sôi như thế này nhé, các bạn cho nhỏ lửa và om cho mình khoảng 40 phút nhé, để mình chờ đợi. Khi mà mình ninh kiểu này á, thì nước của chúng mình nhìn nó rất là trong và ngon, xương là mềm, thịt mềm rồi. Bây giờ mình chuyển sang để mình đi xào măng nhé.
ngấm gia vị á, và nó săn lên, không cần phải cho thêm rau thơm nữa, là vì mình đã xào xương có hành gừng rồi, bây giờ mình chỉ xào măng để ngấm gia vị thôi. Nên các bạn chỉ cần cho ít dầu ăn. Minh cho mình thêm khoảng 20 phút nữa nhé, cho măng nó ngấm cái nước ngọt này và cái măng này nó hòa quyện vào cái xương này, cho xương nó ngon hơn nữa. Sau đó mình sẽ cho hành và hành lá và mùi tàu vào. 20 phút rồi nhé, luộc xong rồi thì mình sẽ cho cái mùi tàu và hành lá vào. Trước khi cho mình sẽ nếm gia vị nhé, vì nó rất là ngọt và vừa miệng rồi, cho nên mình không cần phải cho gì nữa. Cái măng ấy nó rất là hợp với mùi tàu, cho nên cho mùi tàu vào nó rất là hợp. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé, rất là thơm và ngon rồi ạ. Được, xong ra món canh măng xương sườn heo ạ. Và giờ mình sẽ múc ra bát nhé. Nấu kiểu này tuy đơn giản ấy, nhưng mà canh rất là trong, nước trong và ngọt ấy, và xương thì lại thơm ấy. Mình dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.